100 vé là còn nhiêu đây ha? 100 vé còn nhiêu. Nhà ông gần đây không ông? Dạ, ở Vũng Liêm. Ở Vũng Liêm hả? Vũng Liêm, Vĩnh Long. Ôi, quay tờ bự nằm sao kìa chị ơi. Ngày hôm qua chị bán được nhiều hơn nay không? Dạ, ngày hôm qua bán nhiều hơn. Dạ, ngày hôm qua chị có bán nhiều không? Bán nay chợ thứ 2 lần từ ghế đó mà ông dẫn không có chồng không đó. Về đồng dân không có chồng đó. Tao lợi tao mua về bà ơi. Hỏi rau con này. Còn tao lợi tao mua à. Dạ. Thôi con chào bà con đi nha. Cảm ơn bà nhiều. Rồi, cảm ơn con. Mua mày bán đắt. Quay chị đừng quay lại liền. Quay chị thôi là bà hế máy luôn á. Quay chị thôi là bà máy. Kênh Nghĩa Phúc Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc cô chú anh chị các bạn luôn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Dạ thưa cô chú anh chị, hiện giờ Nghĩa đang có mặt tại chợ Vị Thanh đây cô chú anh chị bạn. Chợ Vị Thanh thuộc tỉnh Hậu Giang thưa cô chú anh chị. Thì hôm nay Nghĩa sẽ review toàn bộ ngôi chợ Vị Thanh gửi đến cô chú anh chị các bạn đây. Phía bên tay phải Nghĩa là một cái con đường lộ đây. Con đường lộ thì Nghĩa sẽ đi bọc vào con đường bên trong rồi sẽ tiến vào bên trong nhà lồng để gửi những hình ảnh đến cô chú anh chị bạn nha. Mình sẽ đi về phía bên này. Thì ở chợ Vị Thanh này mỗi nơi thì sẽ có một cái bảng hiệu một cái bảng hiệu là mua bán hải sản tươi sống, thủy hiển, một cái bảng hiệu để cho người ta biết rằng là nơi đó là của một cái người nào đó mua bán, một cái tên tuổi để mua bán đây cô chú anh chị. Rồi bên đây Nghĩa thấy người ta mua bán ngoài lộ quá trời luôn. Có những cái xe người ta bán bên đây. Bữa nay thì giờ này chợ, giờ này cũng đã là 9 giờ cô chú anh chị. Nhưng đây là một cái ngôi chợ lớn cho nên là họ sẽ bán tối ngày luôn. Cho nên là Nghĩa sẽ quay gửi cô chú anh chị bạn hình ảnh về chợ Vị Thanh vào buổi trưa ngày hôm nay nha. Bên đây có một cái chị bán đồ về đây, trái cây. Bây giờ Nghĩa sẽ đi qua phía bên đây. Bên đây là chợ người ta bán nước bán bánh rồi cô chú anh chị. Bán nước bán bánh bán tạp hóa, rất nhiều người bán tạp hóa luôn nè. Cô bán tạp hóa ở ngoài đầu chợ, người ta bán tiêu, tỏi, đường, bột ngọt hay cô chú anh chị bạn. Bên trong nhà lồng là người ta bán nước. Ôi bên kia là có một cái chợ giường của chú anh chị. Để Nghĩa để tiến vào cái chợ giường bên đó. Ôi người ta đi chợ quá trời đông luôn. Giờ này cũng nắng lên nhiều rồi, buổi trưa rồi người ta đi chợ rất là đông luôn cô chú anh chị bạn. Đây toàn bộ quang cảnh bên trong chợ đây.
Cà chua 7.000. Cà chua bắp cải 7.000. Đây có một lò bán rau dường. Rau dường, bán gừng, bán quá trời luôn cô chú anh chị bạn ơi. Giờ Nghĩa sẽ đi tiến về phía trước. Có cái chợ Vị Thanh này rất là đông người mua bán luôn. Bán ở ngoài trời đây. Rau cải, rau cải, rau má, bọc bí. Phía trước Nghĩa là cái chợ cá. Cái chợ cá, chợ ếch. Mấy con cá kê, cá lóc bự. Rồi bông điên điển. Bông điên điển với cà chua. Đây là có nấm gơm, có sen, giá, tàu hủ. Phía trước là chợ cá, cô chú anh chị. Em quay mấy con cá tai tượng nha chị. 21 ngàn lấy 20 luôn đó. Đây là chợ cá rất nhiều. Cá lóc. Cá lóc bự. Cá lóc rất là nhiều. Cà phê sữa 10 ngàn một ly đi. Cà phê sữa 10 ngàn một ly. Cà phê rau má. Ở bên đây thì có những cái quầy nước người ta bán này cô chú anh chị. Sapo. Học sen là đúng chị. Bên đây là chặt đồng. Cái này ốc vui vàng mình luộc hết cô. Bán ốc không kìa. Ốc bươu đen, ốc bươu vàng, cá lòng tông, về kho tiêu. Ăn với cơm củi. Ăn với cơm củi là quá cháy bùi chét. Rồi chúc cô mua ăn đắt nha. Thấy không? Thấy không? Đây đồ bán rất là đông luôn. Đây thì có mấy trái cốm nè, cái con chép rồi. Cốm nhà mua bán hả chị? Dạ, cốm nhà đó mà ế. Mình bán tới mấy giờ mình về chị? Tan chợ là em về, đủ là em về. Dạ, tại chợ này mình tới mấy giờ mình tan hả chị ha? 9 giờ nó đủ từ từ rồi đó. Dạ, dạ. Đủ tới 10 giờ là xong. Ê, quá rồi. Thôi em chúc chị mua mai bán đắt nha, bán hết sớm về sớm. Như con rau này rau đắng hả chị ha? Dạ. Ủa cái này trái gì chị? Trái giác hả? Trái giác luôn, hả? Chua nè. Trái giác nó chua. Quay lên đi. Quay lên đi. Trái lạ lạ. Dạ. Mỗi đêm. Dạ. Nè. Đi bán giấy số hả? Đậu bắp, đậu đũa. Chào cô. Bên đây có chú bán rau nhúng. Con bưởi không quýt cho chú ơi. Chứ giờ chú bán được nhiều không? Khoảng 50 kg. Thôi 50 kg ha. Thôi chúc chú mùa mai bán đắt nha. Bên đây người ta bán rất là nhiều. Bên kia là cái quầy khô. Cái chợ này nó giống như chợ Bằng Cợi của chú anh chị.
đi quay đi vòng vòng qua lại. Bán được nhiều chưa cô ơi? Đây là rau rén của cô chú anh chị. Đây là khô. Ủa coi cái này là khô gì vậy chị? Giá đỏ. Chị bán khô quá à, lạp xưởng. Đây người ta bán rất là nhiều đồ cô chú anh chị, thì dạo này như có chị cô chia sẻ là sẽ ăn khoảng 9-10 giờ, cho nên bà con mình cũng tranh thủ để bán về. Đây mấy con trang trang, trang trang củ lục chào bà chào chào tập tàng. Sáng giờ bán được nhiều không bà? Sáng giờ bà bán được nhiều không? Bán cũng đỡ đỡ thôi anh. Dạ. Trang trang mình bắt nhà mình bán hả bà ha? Dạ. Dạ. Thôi con chào bà con đi nha. Chúc bà mua hoa bán đắt. Dạ. Bên đây có một số đất còn hôm qua. Sớm một cô chú anh chị, quá tuyệt tốt luôn. Chơi. Mình bán dao anh ha. Được tại bán chạy. Đúng xin chạy. Bán dao anh bán dao. Dạ. Dao bén lắm. Dao bén lắm. Là mình bán ở chợ này là mình em lâu lâu mới đi lại chợ này là anh. Dạ. Đi vòng vòng xong rồi ở đây bữa chợ kia bữa. Dạ. 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 Dao bán này trở lại chợ này. Quá kéo luôn xuống. Đủ loại dao luôn. Dao gì cũng có hết, có cả kéo luôn. Có luôn. Rồi, em chúc anh mua mai bán đắt nha. Dạ. Đồ ta kìa đi lộn vòng. Cảm ơn một bài. Dạ. Dạ. Cà phê sữa 10.000 một ly. Quay chị này cưng. Quay lại lại. Quay chị hồi là bà hế máy luôn đó. Quay chị hồi bà hế máy luôn. Chị bán đúng gom ha. Ngày nào chị cũng bán đây hả sao chị? Ngày nào cũng bán. Chú anh chị vô chợ Vị Thanh này ủng hộ chị nha. Tôi coi mà vô tiếng mà không lên không biết bà bự lạch cái tiếng mỏ đó tôi đẹp gái nè. Lắm thức trang nha. Cà phê sữa 10.000 một ly. Ôi, chúc chị mua mai bán đắt nha. Ôi, chào chị em đi. Chị vui quá trời vui luôn. Ôi, bà bán cái gì bà? Bà bán hủ qua với đụng đũa nha. Ôi, gần hết rồi đó bà. Đồ nhà chồng không à? Dạ. Rau lớn lên cho người ta lại tao mua về bà. Hỏi rau con ơi. Người ta lại tao mua. Dạ. Thôi con chào bà con đi nha. Cảm ơn bà nhiều. Rồi, bà cảm ơn con. Mua mày bán đắt. Hả? À. Bên đây có rau ghém là cô chú anh chị. Rau ghém chuối rồi rau ôm. Bên đây chị này bán đồ gãy. Mít ngon quá trời ngon luôn. Chẻ ra sẵn rồi. Chị bán đồ gãy hả? Dạ. Sáng giờ chị bán được nhiều không? Bữa nay chợ thứ hai đầu tuần ghế đó anh ơi. Dạ. Ông vẫn không có chồng không đó. Dạ. Quê toàn dân không có chồng đâu. Đây có mốt nè, có bí đao. Dạ. Ngày hôm qua là bán được hơn á chị ha. Dạ. 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 Em chào chị em đi, chúc chị mua mai bán đắt. Dạ. Bên đây người ta buôn quá trời luôn. Cà chua. Cà chua nè, bán cà chua nè cô chú anh chị. Một cái chợ là rất có nhiều đường, rất nhiều tiểu thương mua bán ở đây cô chú anh chị. Có nhiều rất là nhiều mặt hàng từ trái cây cho tới khô rau củ quả.
trời ơi cái núm gom gì nó bự. Ê, cô chú anh chị bạn thấy nè, núm gom nó bự nè. Dạ, ồ núm gom bự quá trời luôn. Núm gom nhà gì cô? Ôi nó bự quá trời bự luôn rồi. Rồi cô có rau nhãn lồng. Trời hai đống xài hai bên. Đâu 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 đâu. Trời ơi, mấy tờ bự nằm sao kìa chị ơi. À. Ngày hôm qua chị bán được nhiều hơn nay không? Ngày hôm qua bán nhiều lắm luôn. Dạ. Ngày hôm nay chị có bao nhiêu đây? À. Em quay xong người ta lại mua cho chị hết luôn. Chúc chị mua mai bán đắt nha. Quá trời ơi, chị rất là vui luôn cô chú anh chị. Chị bán xoài nè. À, chị bán sabo. Chị bán sabo, bán xoài sống, bán xoài chín. Cô chú anh chị vô chợ Vị Thanh ghé ủng hộ chị nha. Bữa nay chị bán ế nè. Mấy chị, mấy cô, mấy chú ơi, ghé ủng hộ em đi. Rồi, chú bán được rồi kìa. Cô chú vô mua xoài đi. Mình mua về mình bán lại hả chú? Dạ. Ngày nào chú cũng bán đây hết? Ờ, ngày nào cũng bán luôn rồi. Tình hình xăng dầu nhìn lên quá, chắc cái gì nó cũng lên. Dạ. Bán không được. Dạ. Nhà chú gần đây không? Ờ, nhà chú ở quận 7 nhé. Dạ, là mình phải chạy lên đây, mình chở lên đây mình bán. Dạ. Bữa hổ cũng thấm chấn nha, hồi nào ông Giang cũng thấm chấn chứ. Dạ. Dạ, thôi con chào chú con đi nha, chúc dạ, chú mua mai bán đất. Dạ. Bên đây có chị bán khóm. Dạ chị. Thế giờ bán được nhiều không chị? Dạ. Thôi mình gọt sẵn về hả chị ha. Dạ, cái đó mình bán được nhiêu trái chị? 4.000. À 4.000 một trái. Thôi chị có bán rau nữa nè. Rau ngót, rau lan, bán chuối luôn. Rồi em chào chị em đi nha. Dạ chúc chị mua mai bán đắt. Dạ. Ôi có mấy trái. Trái này là trái gì? Mình kêu lê kima, còn cái kêu lê kima gì đó. À lê kima. Đúng rồi. Cái này trái này mình trồng nhà luôn ha chị. Dạ trồng nhà. Chị bán ổi, bán lê kima, bán đậu que. Rồi chào chị em đi nha, chúc chị mua mai bán đắt. Ngày mới vui vẻ, năm mới phát tài. Dạ, cảm ơn anh ơi. Dạ. Mình đây có cô bắt khóm này cô chú anh chị. Ở Hậu Giang thì mình đi về mình bắt gặp rất nhiều cái hình ảnh về khóm đó cô chú anh chị. Thì khóm Kiên Giang, khóm Cầu Đúc thì cũng gần cái Hậu Giang của mình. À, bà con mình bán rất là nhiều. Ôi ơi khóm. Ủa cái này là cái gì cô? Dạ. Củ hủ khóm à? Dạ, dạ. Ôi, củ hủ khóm. Ôi ơi. Cái này là mình nấu món gì cô? Nấu hầm cũng được mà xào cũng được, dễ làm. Dạ, hầm cũng được, xào cũng được. Dạ. Dạ. Ôi khóm nhà mình ấy củ hủ ra mình. Dạ, căn của người ta ha. Cô có cái này là lục bình. Dạ. Cô sáng giờ bán được nhiều không? Vô quay mất vẻ mỹ quan đó hết. Chào cô đi nha. Chúc cô mua mai bán đắt. Cắp sạch. Bữa da xanh á chị. Bữa da xanh chân. Dạ, cam sạch nữa nè. Cam nhà mình hả chị? Bán lại. Nhìn cam này nhớ quê em quá trời luôn. Quê em quá trời luôn hả? Quê em ở Vĩnh Long cam nhiều lắm. Ừ. Mà năm rồi nó rẻ, cam thứ này nè có mấy ngàn đồng ký à. Đúng rồi, năm rồi nó rẻ mà năm nay nó mắc mấy cam luôn á. Dạ. Không, mùa này thì phải mắc thôi. Ừ. Tại mùa này mùa nắng ta tưới thì không được cam ít lắm. Thôi em chào chị em đi nha, chúc chị mua mai bán đắt. Dạ. Cái chợ giống như cái chợ bằng cờ, cũng rất là nhiều bạn trời nhiều người. Đây là toàn cảnh về rau quả, rau củ quả trái cây ở chợ
Vĩ Thanh đây thôi cô chú anh chị các bạn. Bà con mình bán rất là nhiều, rất là nhiều đồ ở đây. Có mấy trái chuối. Chuối ngon quá cô ơi. Chuối quá trời ngon luôn. Chuối nhà hả cô? Bên đây người ta bán. Trời, cái này bắp Mỹ cô chú anh chị. Bốn ngàn cái bầu, bốn ngàn một trái bầu, bốn ngàn trái bầu cải trắng 7.000. Giao đi là khỏi trả giá luôn, giá lại là mua luôn, khỏi trả giá. Bên đây có dưa cải nữa nè, bầu có cà, rồi mấy chị bán bầu. Đây là hình ảnh về ngôi chợ đó, gửi cho cô chú anh chị bạn đó. Bán rất là nhiều người mua, cô chú anh chị đây mua bán đây từ rau củ quả cho tới những cái mặt hàng trái cây cô chú anh chị. Thì hôm nay là cái chợ ngày thứ hai, cái chợ đầu tuần, thì bà con mình cũng bán thì không có được bằng những ngày chủ nhật cô chú anh chị bạn. Toàn cảnh gửi đến cô chú anh chị bạn đây. Rất là đông tiểu thương mua bán lên, mình sắp xếp theo từng dãy của cô chú anh chị. Phía trước là những cái tiệm tạp hóa nè, tiệm tạp hóa. Giờ này mấy cô mấy chú đang đếm tiền. Ủa cái này là cái gì con? Ghế chanh với lau anh. Ghế chanh với lau mình nấu nước uống cho con ăn. Chanh với lau có lá dứa nữa nè. Ở đây cô cũng bán xôi, bán bắp nè, bán chè nè, bán bánh bông lan. Này là chè xôi nước, này chè bắp, này chè đậu xanh, đây là chè đậu đen. Sáng giờ cô bán được nhiều không cô? À, dạ. Thôi chúc cô mua mai bán đắt nha. Dạ. Rồi, có ông cụ ngồi bán vé số luôn cô chú anh chị. Ông bán vé số hả? Ông bán 16 vé nữa. 16 vé nữa. Ông bán còn 2 vé đi. Sáng giờ không bán được nhiều không? Bán 100 vé. 100 vé là còn nhiêu đây ha? 100 vé còn nhiêu. Nhà ông gần đây không? Dạ, ở Vũng Liêm. Ở Vũng Liêm hả? Vũng Liêm, Vĩnh Long. Rồi con cho ông tiền. Rồi mình qua đây mình ở chợ sao không? Ở nhà chợ. Dạ. Là mình chỉ bán ở chợ Vị Thanh này thôi. Dạ. Dạ thôi con chào ông, con đi. Chúc ông nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ, chào ông, con đi. Thôi bây giờ nhé, cô chú anh chị có thể nhìn thấy những cái bảng hiệu phía bên kia đó, nhé sẽ tiến qua bên đó. Và đây là hai cái dãy hai bên, phía tay phải nghĩa là một cái nhà lồng bán nước uống, còn những cái quán ăn nè, như bún riêu, cơm, vân vân. Rồi sau nhà lồng đó là những cái chợ của người dân ở vườn, ta đem ra ta bán như là rau, củ, quả, cá, thịt, vân vân. Còn phía bên tay trái nghĩa đây là những cái tiệm bách hóa đây cô chú anh chị các bạn. Đây là những cái tiệm bách hóa. Rồi bây giờ nghĩa sẽ tiến về phía dưới cuối cái nhà lồng để đi ra review ra bên ngoài cho gửi cho cô chú anh chị bạn hình ảnh về cái nhà lồng bách hóa của chợ Vị Thanh của chú anh chị bạn nha. Người ta đi chợ đông của chú anh chị, cô chú anh chị hãy nhìn thấy rất nhiều xe đậu luôn, người ta đi ra đi chợ. Cái chợ cái nhà lồng bên đó thì rất là dài luôn cô chú anh chị, rất là dài luôn.